Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà chọn chế độ ngủ cho máy cho nó phù hợp nhá, để các bạn có cái cách sử dụng cái máy tính của mình cho nó an toàn và cho nó bền lâu nhá. Tức là chọn cái chế độ ngủ. Ở đây thì mình chia sẻ các bạn luôn là đối với chọn chế độ ngủ cho máy thì các bạn chú ý là nó sẽ có hai cái chế độ nhá. Đó là chế độ sleep này. Sleep có nghĩa là ngủ, đấy, dịch theo nguyên bản của tiếng Anh có nghĩa là ngủ, sleep là ngủ này. Và cái chế độ thứ hai là hibernate có nghĩa là ngủ đông, ngủ đông, hibernate. Thì hai chế độ này các bạn chú ý là nó sẽ có trong cái nút start này này, start. Các bạn nhìn vào cái góc dưới cùng bên trái này, đó, các bạn kích chuột trái vào đây, đúng không? Tiếp theo là các bạn nhìn vào cái nút sit down này nhé, các bạn kích vào cái nút mũi tên nhỏ nhỏ đây này, các bạn kích vào cái nút mũi tên nhỏ nhỏ này. Thì nó sẽ hiện ra các cái chế độ đây, thì ở đây nó sẽ có hai cái chế độ rất là quan trọng, đó là sleep và hibernate. Sleep và hibernate nó nằm ở phía dưới đây các bạn nhé. Đấy. Cái này là mình đang hướng dẫn các bạn ở trên Windows 7 nhé. Rồi đó, đây cái nút mũi tên trắng trắng đây, sleep và hibernate. Thì trong video này thì mình mục đích là mình chia sẻ các bạn là để phân biệt hai cái trường hợp này. Tức là khi nào thì các bạn chọn sleep và lúc nào các bạn chọn hibernate. Đó. Rồi, thì đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái chế độ sleep đúng không? Mình sẽ chia sẻ các bạn về cái sleep. Sleep có nghĩa là ngủ, ngủ. Các bạn hiểu đơn giản là ngủ có nghĩa là ngủ. Đây là chúng ta có thể là ngủ trong vòng 15 phút hay là ngủ 30 phút, hoặc là các bạn chỉ ngủ trong vòng một đêm thôi. Ví dụ như vậy, ngủ có nghĩa là ngủ ngắn ngày, ngủ trong thời gian ngắn nhá. Còn cái hibernate này này, hibernate này này, tức là ngủ đông. Ngủ đông thì mình hiểu 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 đơn giản là ngủ đông thì thường thường là ngủ dài đúng không các bạn? Chúng ta hay nói là ngủ đông, như chúng ta thường nói là ngủ 1 tháng này, hoặc là 2 tháng, hoặc là 3 tháng đấy, tức là ngủ trong thời gian dài. Đấy, thì khi mà chúng ta phân biệt được hai cái trường hợp này rồi thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ ngủ cho máy cho nó phù hợp nhá. Vậy thì chế độ sleep. Đầu tiên là chế độ sleep thì các bạn sẽ chọn cái chế độ này khi mà máy của các bạn dừng làm việc trong khoảng thời gian ngắn thôi, tức là 15 phút hoặc là 30 phút. Đó, 30 phút. Có nghĩa là trong trong lúc các bạn đang làm việc thì các bạn có một cái việc đột xuất nào đó, chẳng hạn như là có việc phải tiếp khách này, hoặc là các bạn phải có bạn bè đến chơi chẳng hạn, vân vân. Nói chung là việc gì đó thì không biết, nhưng mà các bạn sẽ tạm dừng làm việc trong vòng 15 phút hoặc là 30 phút. Sau đấy các bạn sẽ quay lại các bạn làm việc, ví dụ như vậy. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ chọn chế độ sleep nhá. Thì để chọn cái chế độ này thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn cũng kích vào nút start này. Rồi tiếp theo là các bạn nhìn vào cái nút sit down, các bạn kích vào cái nút mũi tên trắng trắng nhỏ nhỏ này này. Thì các bạn kích chuột trái vào đây thôi. Sleep. Khi các bạn kích vào cái nút sleep này thì máy tính của chúng ta nó sẽ tắt tắt màn hình nhá, tắt màn hình. Tắt màn hình có nghĩa là nó đang chuyển sang cái chế độ ngủ. Tắt màn hình luôn. Đó. Nhưng mà sau đấy là sau khi tắt màn hình rồi ấy, thì sau khi tắt màn hình thì các bạn sẽ quay lại các bạn làm việc đúng không? Thì các bạn chỉ cần ấn một cái phím bất kỳ trên bàn phím thôi. Đó, các bạn chỉ cần ấn một phím bất kỳ trên bàn phím, hoặc là các bạn chỉ cần rê chuột thôi, các bạn cầm chuột lên, các bạn rê thì tự dưng là màn hình nó sẽ sáng lại và các bạn sẽ bắt đầu làm việc. Đó, tức là các bạn không cần phải khởi động lại máy nó rườm ra đúng không? Chỉ cần bấm một phím bất kỳ trên bàn phím hoặc là rê chuột thì cái màn hình của chúng ta nó sẽ sáng lên và chúng ta sẽ bắt đầu làm việc tiếp. Thì ở đây các bạn chú ý là máy là chưa tắt hoàn toàn nhé. Máy ở chế độ ngủ là chưa tắt hoàn toàn. Tức là các bạn chỉ cần nó đang tạm thời dừng lại thôi, nó tạm thời dừng làm việc, chưa tắt hoàn toàn. Rồi cái trường hợp thứ hai là chế độ hibernate thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, các bạn cũng kích vào nút start này này, các bạn kích vào cái nút mũi tên ở bên cái phần sit down này đây. Và các bạn muốn chọn cái chế độ hibernate này thì các bạn cũng kích chuột vào đây thôi, là cái màn hình của máy của mình nó sẽ tắt tắt và cái máy của mình nó sẽ tạm dừng làm việc nhé, tạm dừng làm việc. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái chế độ hibernate này trong trường hợp là các bạn dừng làm việc trong khoảng thời gian ví dụ như là nửa ngày, tức là một buổi đấy, hoặc là từ một ngày trở lên. Đó, từ nửa ngày hoặc là một ngày. Ví dụ như các bạn làm việc buổi trưa đúng không, làm việc buổi trưa. Nhưng mà buổi chiều các bạn bận việc, các bạn không làm được thì các bạn có thể là để sang cái chế độ hibernate và buổi tối về các bạn tiếp tục làm. Tức là các bạn có thể dừng nửa ngày hoặc là một ngày, hoặc có thể là hơn 2 ngày 3 ngày cũng được nhá, vì ngủ đông mà, ngủ đông là ngủ
ngủ dai ngay đấy. Lúc này là máy tính chưa tắt hoàn toàn các bạn nhé, máy tính vẫn chưa tắt hoàn toàn, chú ý là máy tính vẫn chưa tắt hoàn toàn đó. Và để mở lại, để mở lại chế độ Hibernate này ấy, thì các bạn cũng bấm phím bất kỳ trên bàn phím, các bạn bấm phím bất kỳ ở trên bàn phím đó. Các bạn chỉ cần gõ một phím bất kỳ thôi, hoặc là các bạn rê chuột thì màn hình của chúng ta nó sẽ sáng lên và bắt đầu chúng ta lại mở màn hình ra và chúng ta tiếp tục làm việc, tiếp tục cái công việc trước đây mà chúng ta đã làm nhé. Đó. Đó. Thì trong hai chế độ này các bạn lưu ý nhé. Đó thì tùy trường hợp để các bạn chọn cho hợp lý nhá. Các bạn chỉ dừng làm việc tạm thời từ 15 đến 30 phút hoặc là một tiếng chẳng hạn nhé. Một tiếng chẳng hạn thì các bạn kích vào nút sleep. Đó, các bạn kích vào nút sleep để các bạn dừng máy lại. Còn nếu các bạn dừng thời gian dài hơn, ví dụ như là một nửa ngày hoặc là một ngày hoặc là hai ngày chẳng hạn, thì các bạn sẽ kích vào cái nút Hibernate để các bạn cho máy nghỉ tạm thời, Đó. Thì trong hai cái chế độ sleep và Hibernate này thì các bạn chú ý là cả cái phần cứng nó sẽ tạm dừng hoạt động nhé, tạm dừng hoạt động hết. Đó. Rồi, vấn đề nếu mà đi sâu hơn nữa thì nó sẽ phức tạp hơn, cho nên là mình sẽ không đi sâu hơn nữa trong cái phần này nhé. Vì càng giải thích rườm rà thì các bạn sẽ càng không nắm được, cho nên là mình chỉ nói những cái phần đơn giản và cơ bản nhất như vậy thôi. Rồi, thì thông qua video này mình sẽ nói thêm cái phần sit down luôn. Sit down cũng nghĩa là khi các bạn kích vào cái nút start này này thì các bạn sẽ kích vào nút sit down nhá, sit down. Sit down cũng nghĩa là tắt máy hoàn toàn luôn. Đó, tắt máy hoàn toàn. Có nghĩa là máy tính của chúng ta nó sẽ dừng hoàn toàn luôn, mọi phần cứng nó sẽ dừng lại. Đó, dừng lại và không có hoạt động nữa. Đó, tắt hoàn toàn luôn. Thì khi các bạn muốn mở máy lên, trong trường hợp mà các bạn đã kích vào nút sit down tức là tắt máy hoàn toàn, thì các bạn muốn mở máy lên thì các bạn phải bấm vào nút nguồn nhé, các bạn phải bấm vào nút nguồn để khởi động lại máy, và sau đấy là chúng ta đi vào Windows để chúng ta làm việc. Rồi, thì cái vấn đề mà các bạn mở máy tính và tắt máy tính làm sao cho nó đúng và làm sao để cho ảnh hưởng đến cái quá trình vận hành của máy của mình để cho nó bền lâu ấy, thì mình cũng đã chia sẻ các bạn một cái video rất là chi tiết về cách mở và tắt máy đúng cách nhé, để các bạn sử dụng máy tính nó bền lâu và hoạt động ổn định. Thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết trên kênh của mình rồi. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm ở cái phần là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu nhé. Rồi, thì trong cái phần mà sit down này thì mình cũng xin chia sẻ thêm với các bạn là nếu các bạn dừng làm việc từ một ngày trở lên ấy, từ một ngày trở lên, có nghĩa là trong ví dụ như ngày hôm nay các bạn nghỉ này và sang ngày mai các bạn mới làm việc, thì theo mình là các bạn nên tắt máy luôn nhé, các bạn nên tắt máy hoàn toàn luôn. Đó, tức là các bạn kích vào sit down luôn nhé, chứ còn không nên kích vào sleep hoặc là không nên kích vào Hibernate. Đó, hai chế độ 1 và 2 này là chỉ dừng máy tạm thời thôi. Còn nếu các bạn dừng từ một ngày trở lên thì theo mình là các bạn nên tắt máy hoàn toàn luôn. Và ngày hôm sau thì các bạn sẽ mở nút nguồn để cho máy hoạt động trở lại nhé. Thì đảm bảo cho máy của mình nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến phần cứng hơn nhé. Đỡ ảnh hưởng đến phần cứng. Và như vậy là máy của mình nó sẽ hoạt động bền lâu hơn và cái tuổi thọ máy của mình là nó sẽ cao hơn. Đó, thì hiện tại là trong thời gian vừa qua thì mình cũng có tham khảo một số cái bài báo cũng như là một số cái trang video YouTube thì có một số bạn cũng có nói là mình sử dụng máy tính mà chẳng bao giờ tắt máy cả, mà mình tức là không bao giờ sit down đấy, mà chỉ để máy ở chế độ là Hibernate thôi, tức là chế độ ngủ đông ấy, chế độ ngủ đông. Thì cái này nó cũng thuận tiện các bạn ạ, bởi vì chế độ ngủ đông này thì khi các bạn mở máy lên là các bạn không cần phải bấm vào nút nguồn đúng không, mà các bạn chỉ cần bấm một cái phím bất kỳ nào đó thôi thì máy nó sẽ mở lên cho mình và mình sẽ tiếp tục làm việc. Nhưng mà cái chế độ Hibernate này thì nó vẫn ảnh hưởng đến phần cứng các bạn nhé. Mặc dù là máy nó đang tạm dừng hoạt động nhưng mà một số cái phần cứng nó vẫn hoạt động. Ví dụ như RAM các bạn nhé, RAM là vẫn đang hoạt động đấy. Cái RAM của máy tính nó vẫn đang hoạt động, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến phần cứng của máy. Cho nên là tốt nhất là các bạn nên tắt máy khi mà chúng ta không sử dụng trong thời gian dài nhé. Đó. Thì tóm lại hai video này thì mình trong video này thì mình không nên nói nhiều nữa, bởi vì nói càng nhiều thì các bạn sẽ càng không nắm được. Thì chỉ chốt lại ở đây là các bạn muốn chọn chế độ sleep hay là chế độ sleep hay là chế độ Hibernate thì các bạn chỉ cần kích vào cái nút start này này đó, và sau đấy các bạn nhìn vào cái phần sit down. Sit down thì có một cái mũi tên nhỏ nhỏ ở đây đúng không, các bạn kích vào đây và các bạn sẽ chọn vào cái nút sleep hoặc là nút Hibernate để các bạn chọn tùy theo cái nhu cầu của các bạn, giống như lúc này mình đã chia sẻ ở trong cái video này nhá. Đấy, trong ở đây cái nội dung ở đây các bạn này đó. Rồi. Thì nhân tiện là trong video này thì mình cũng xin hướng dẫn các bạn cách chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn truy cập vào cái kênh của mình nhé. Thì khi các bạn mở cái trang chủ YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại ấy, thì các bạn sẽ gõ vào cái phần tìm kiếm này này. Đó,
các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV nhé, các bạn gõ không dấu. Rồi sau khi các bạn gõ vào đây thì các bạn sẽ nhìn sang bên phải và các bạn kích vào cái nút kính lúp tìm kiếm này này. Đấy, tìm kiếm thì lúc này là cái kênh của mình nó hiện ra này, kênh của mình đây này, khám phá cuộc sống TV này. Ở đây là cái hình đại diện avatar, các bạn kích vào cái hình đại diện này nhá. Rồi thì sau khi các bạn kích vào cái hình đại diện rồi ấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái kênh của mình. Đây là cái kênh chính của mình này, kênh của mình đó. Bước tiếp theo là các bạn sẽ kích vào cái phần danh sách phát. Rồi thì lúc này các bạn sẽ nhìn sang bên phải nhá, các bạn nhìn sang bên phải thì có cái nút mũi tên ở đây này. À, các bạn kích vào nút mũi tên này để các bạn tìm kiếm video nhé, tìm kiếm video. Rồi thì trong cái phần danh sách phát mà đã tạo này này thì mình có để một cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Đó, thì trong này mình chia sẻ rất là chi tiết, chủ yếu là dành cho những người mà mới sử dụng máy tính lần đầu thôi, những người lớn tuổi thôi. À, những cái vấn đề rất là cơ bản thôi. À, ví dụ như là cách sử dụng chuột này, rồi là cách sử dụng bàn phím, cách gõ tiếng Việt, vân vân. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể là truy cập vào cái phần danh sách phát này nhá, hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Đấy. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn thực hiện thành công. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhá. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. À, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.